Hello, xin chào các bạn. Hiện tại bây giờ mình đang trên hồ Kawabuti, nằm trên ngọn núi lửa ở ngoại ô của Bandung. Hôm nay khi vào thì người ta phát cho cái khẩu trang bởi vì cái mùi lưu huỳnh rất là nồng, rất là đậm đặc. Ở đây mùi lưu huỳnh nhiều lắm. Đây là một cái hồ do núi lửa tạo thành nên nó có màu xanh. Bên cạnh cái hồ trắng này á là có một cái những cái dãy cây khô nhìn rất là ảo nha. Ở đây là chụp tấm hình cũng rất là ảo luôn á. Đằng kia không, đằng kia có cục khói bốc ra, đó là khói lưu huỳnh. Từ đây còn có thể nghe mùi lưu huỳnh rất là nồng nặc ở đây nè. Bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn toàn cảnh White Crater, hồ lưu huỳnh màu trắng Kawabuti ở vùng ngoại ô của Bandung.